chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Niềm tin đâm rễ sâu, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 18 đến câu 23. Vậy các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là hạt giống rơi dọc đường. Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời. Nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả. Một thành 100, một thành 60, một thành 30. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 23. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả. Cây sồi Holly đã đứng cạnh nhà thờ trưởng lão Baskin Ridge ở bang New Jersey hơn 600 năm trước khi bị đốn đi. Ở thời kỳ phát triển nhất, các nhánh xoắn vươn cao và rộng, gió mát thổi xào xạc qua đám lá xanh và những quả sồi. Mặt trời soi qua những khoảng trống bị gió thổi, tạo ra những tia sáng nhảy múa trong bóng râm dưới tán cây. Nhưng hệ thống gốc rễ bên dưới mặt đất mới thật sự vĩ đại. Rễ chính mọc thẳng đứng, đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng. Từ cái rễ đó, một khối rễ lan rộng theo chiều ngang để cung cấp hơi ẩm và chất dinh dưỡng cho cây suốt đời. Hệ thống rễ phức tạp này thường phát triển đồ sộ hơn cái cây mà nó hỗ trợ và đóng vai trò như dây cứu sinh và chiếc neo để giúp thân cây vững chắc. Giống như cây sồi đồ sộ đó, hầu hết sự tăng trưởng mang lại sự sống của chúng ta xảy ra bên dưới bề mặt. Khi Chúa Giê-xu giải thích ẩn dụ người gieo giống cho các môn đồ, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đâm rễ vững chắc trong mối quan hệ cá nhân với Chúa. Khi chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa như được mặc khải qua Kinh Thánh, nền tảng đức tin của chúng ta được giữ vững nhờ Thánh Linh Ngài. Chúa giúp những người theo Ngài tăng trưởng mạnh mẽ qua những hoàn cảnh, thử thách, sự bắt bớ và nỗi âu lo không ngừng thay đổi. Cha yêu thương nuôi dưỡng tấm lòng chúng ta bằng lời Ngài. Khi Thánh Linh Ngài biến đổi tính cách của chúng ta, thì Ngài khiến niềm tin đâm rễ sâu ấy được bày tỏ rõ ràng với những người xung quanh. Tuần này, bạn sẽ làm gì để bảo đảm tấm lòng bạn là mảnh đất tốt được nuôi dưỡng bởi lời Chúa? Có bông trái nào sản sinh nhờ niềm tin đâm rễ sâu được bày tỏ rõ ràng trong cuộc sống của bạn năm qua? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha yêu thương, xin thay đổi chúng con từ trong ra ngoài và neo chắc chúng con với niềm tin đâm rễ sâu trong lời bất biến của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.